Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta vẫn một tình yêu với Di Chúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin nói về cái chủ đề sửa đổi, hủy bỏ, thay đổi Di Chúc để cho quý vị và các bạn biết. Có một chị bảo với tôi rằng là người nhà của chị lập một cái di chúc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, người nhà lại thay đổi cái di chúc. Vậy thì trong trường hợp này, di chúc nào có hiệu lực pháp luật? Đó là cái câu hỏi mà tôi cũng đã trả lời chị. Và hôm nay cũng mạn phép trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta đưa đến cho mọi người được hiểu thêm kiến thức về pháp luật. Tôi có một cái gói hướng dẫn về việc lập di chúc ở Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn và lập di chúc ở phòng công chứng. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì chúng ta hãy inbox cho luật sư nha. Trở lại vấn đề định nghĩa di chúc các bạn ạ. Di chúc là gì? Di chúc là thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hôm nay tôi có hai phần đất, mỗi một phần đất là 500 mét, và tôi có 1 tỷ ở trong ngân hàng. Đây là tài sản riêng của tôi. Ý chí của tôi có 2 đứa con, mỗi đứa tôi lập di chúc cho mỗi đứa một phần đất, còn riêng cái sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng thì tôi lại cho một đứa út vì cái điều kiện kinh tế của nó khó khăn hơn. Như vậy, các bạn biết không, khi không có di chúc thì các con của tôi sau khi tôi chết thì các con của tôi sẽ được chia mỗi đứa được một phần đất là 500 mét vuông, và 1 tỷ đồng sẽ chia làm hai. Tuy nhiên, tôi đã lập một cái di chúc với ý chí nhằm chuyển tài sản của tôi. Ý chí cá nhân mà, ý chí của tôi rằng là tôi cho con nhỏ út nhiều hơn con nhỏ lớn. Các bạn ạ, cho nên sau khi mà tôi mất thì người ta mới mở cái di chúc. À, cái bà Thu này, tài sản của bà gồm có 2 cái phần đất. Một cái phần đất là... phần đất đều chia cho 2 người con. Tuy nhiên, đối với cái phần tiền sổ tiết kiệm thì bà Thu, ý chí của bà Thu khi còn sống là bà Thu định đoạt cái tài sản này cho người con út. Tôi muốn định nghĩa cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể không hiểu được từ thuật ngữ nhà luật, chúng ta có thể được luật sư Thu Đoàn dẫn giải bằng một cái ví dụ rất là cụ thể. Rồi, đây là trường hợp thứ hai, hủy bỏ, thay thế di chúc các bạn ha. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc. Nó có 4 vấn đề. Sửa đổi. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc theo điều 640 của Bộ luật Dân sự năm 2015 các bạn ha. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc được lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Tôi đọc lại quý vị và các bạn ha. Trong cái điều 640 của Bộ luật Dân sự có 4 vấn đề. Sửa đổi. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như sau. Ví dụ như hôm nay tôi lập một cái di chúc, tôi lấy lại cái ví dụ cũ là 2 phần đất và 1 sổ tiết kiệm. Cái đó là tôi lập từ năm 2017 đến năm 2019 này, tôi có được thêm số tiền là 100 triệu. Thì tôi sẽ lập một cái di chúc, cái phần bổ sung đó, tôi nói thôi thì tôi cho cái đứa con lớn nó nhiều quá, đứa con nhỏ nó nhiều quá, thôi tôi có 100 triệu năm 2019 tôi bổ sung vào sổ tiết kiệm 100 triệu cho đứa lớn.
Vậy thì cái phần mà di chúc đã được lập và cái di chúc phần bổ sung đều có hiệu lực pháp luật như nhau. Đó là phần sửa đổi và di chúc. Phần thứ hai nha quý vị, nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Tôi cũng lấy trường hợp đó, nếu phần di chúc đã được lập và phần bổ sung nó mâu thuẫn, ví dụ như hôm nay tôi mới nói là tôi vẫn lập di chúc cho mỗi đứa con một phần đất, tuy nhiên rằng là tự nhiên hôm nay tôi lại lập cái phần bổ sung, thì tôi mới nói là thôi cho đứa nhỏ là 100 triệu thôi. Thì như vậy cái phần mà bổ sung đó các bạn ạ, cái phần bổ sung đó sẽ có hiệu lực, còn cái phần di chúc trước, cái phần đã thay thế đó thì không còn hiệu lực nữa. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Cái này tôi đưa cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên tôi lấy từ thực tiễn của văn phòng tôi đang làm. Ông bố ổng có một cái quyền sử dụng đất là 1000 mét. Thì khi mà ổng còn sống thì ổng ở với một ông anh trai, là con trai con trai đầu á, thì ổng mới lập di chúc toàn bộ 1000 mét vuông đất này cho anh con trai. Ví dụ như thời điểm ổng lập di chúc là ngày 1 tháng 1 năm 2000, đến ngày 1 tháng 1 năm 2010 ổng sửa đổi cái di chúc này. Ổng bảo rằng là tôi tặng cho 300 mét vuông cho con gái út của tôi. Vậy thì các bạn biết không, đến năm 2017 ổng chết, thì cái di chúc phát sinh hiệu lực đó, cái anh con trai đầu ảnh vẫn được hưởng 700, cái chị con trai gái út này được 300, tổng cộng là 1000. Sửa đổi di chúc các bạn. Còn bây giờ thay thế di chúc mới. Tôi cũng lấy cho quý vị và các bạn một ví dụ tiếp. Thứ nhất là ông A này, ông có tổng cộng là 2 phùng con. Phùng con thứ nhất thì vào khoảng ngày 1 tháng 1 năm 2016 ông lập một cái di chúc cho một đứa con đầu, một đứa con của cái phùng đầu. Ông bảo rằng là sau khi tôi chết đi thì toàn bộ cái di sản của tôi sẽ được cho đứa con đầu, ngoài cái tài sản trên rồi thì tôi không để cho ai hết. Tiếp đến năm ngày 1 tháng 1 năm 2018, ông thấy không được rồi, phùng con sau tụi nó mới có 13-14 tuổi à, thế là ông thay đổi cái di chúc, cũng cái tài sản đó, cũng cái đối tượng là cái tài sản đó, ổng lại lập cái di chúc cho đứa con của bà vợ sau mới có 14 tuổi. Ổng thấy ông có trách nhiệm. Thì như vậy, di chúc sau thay đổi và hủy bỏ di chúc mới các bạn nha. Tôi thích đưa những cái câu chuyện phổ thông, những câu chuyện mà khách hàng hỏi đưa vào thực tế để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu, giảng giải theo một cái ngôn ngữ bình dân. Đừng có một cái phản ảnh rằng là luật sư gì mà nói không chuyên nghiệp. Dạ thưa, em chỉ là một người đưa luật đến cho mọi người, quý vị và các bạn nhé. Còn nếu như trong trường hợp ai đó muốn mạn đàm với luật sư về tính chuyên gia, tính chuyên nghiệp của pháp luật thì hãy sử dụng, hãy có thể alo cho luật sư. Kết cái câu chuyện này tôi kể cho quý vị và các bạn nghe. Năm 2004 đó, lúc đó tôi đi học cái khóa đào tạo cái nguồn luật sư đó, thì thầy bảo rằng là khi chúng ta làm luật sư có 2 điều chúng ta cần phải nên sử dụng. Thứ nhất là trong cái bản thân của mình phải nghiêm chỉnh chấp hành. Ví dụ như đi đến luật ra ngoài đường thì cũng phải đảm bảo cái giao thông, không có đi đường trái chiều, không vượt đèn đỏ.
nó thể hiện cái bản chất nghề cao hơn cả những cái người bình thường. Và đó cũng là một trong những cái đạo đức nghề mà cho tới thời điểm này tôi vẫn giữ. Và vấn đề thứ hai nữa thì các thầy cô có dặn rằng là các bạn nên sử dụng thuật ngữ dân nhà luật, và không thể sử dụng cái từ viện kiểm soát được các bạn. Mình phải sử dụng từ viện kiểm sát. Và những cái thuật ngữ khác, giống như bây giờ những cái biên bản tống đạt của tòa, cái biện pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thực ra đó thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, các bạn lâu lâu bắt dò Thu một cái, Thu vẫn đồng ý. Tuy nhiên tôi muốn đưa thông điệp của luật Việt Nam đến cho người dân Việt Nam, và các bạn sẽ thấy một luật sư Thu còn có thể tư vấn và nói được bằng tiếng Anh. Hy vọng rằng trong bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần tôi sẽ nói giải thích quy định của pháp luật Việt Nam bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. Các bạn chờ xem nha. Cảm ơn quý vị và các bạn.